Xin kính chào quý canh chị đầu tư giá trị vàng. Ở nội dung phần thứ 20 này, Zfin Việt Nam muốn gửi đến quý canh chị về định giá cổ phiếu HDG. Thì đây là một cổ phiếu có rủi ro thấp và triển vọng kinh doanh ổn định trong tương lai. Nó phù hợp đối với những nhà đầu tư ngại rủi ro nhưng kỳ vọng một mức lợi nhuận cũng tương đối cao chứ không phải là thấp. Và hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2024. Về thông số HDG thì giá biến động cho 52 tuần từ 22.300 đồng đến 33.900 đồng Số lượng cổ phiếu lưu hành là 305.757.000 cổ phiếu Tương ứng với vốn điều lệ là 3.057 tỷ đồng Tiếp theo là giá thị trường trên mỗi cổ phiếu hiện nay là 26.500 đồng Vốn hóa thị trường là 8.103 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu hết năm 2023 thuộc cổ đông công ty mẹ là 6.003 tỷ đồng EPS năm 2023 là 2.320 đồng PE 2023 là 11.2 lần PB là 1.35 lần Tiếp theo về cái cơ cấu cổ đông của HDG thì AZFIN Việt Nam đánh giá là khá chất lượng với cơ cấu cổ đông cũng tương đối đa dạng. Tuy vậy thì nó chưa phải quá chất lượng bởi lẽ cái sự kiểm soát vẫn là gia đình của chủ tịch Nguyễn Trọng Thông nhưng cái yếu tố này cũng giúp cho cái định hướng công ty không bị thay đổi và không bị những cái pha tranh giành ở trong nội bộ nhiều HDG thì về cơ bản thì được đánh giá là rất minh bạch và có nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp tham gia cùng với công ty này từ rất lâu rồi và họ đã đồng hành cũng như hỗ trợ cho HDG tăng trưởng và phát triển tốt ví dụ như nhóm nhóm quỹ của Dragon Capital đang nắm khoảng gần 10% uh, rồi là các cái quỹ khác cũng đang nắm khá là nhiều anh chị có thể nhìn thấy ở trên phần cổ đông phía bên tay phải đây từ đó zfin đánh giá chất lượng cổ đông của hdg khá tốt tiếp theo về cái cơ hội và rủi ro đối với hdg là gì thứ nhất là về rủi ro đi thì bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn và quỹ đất đẹp của hdg không còn quá nhiều để có thể kinh doanh trong cái thời gian gần nhất quỹ đất đẹp của hdg à, thực sự ở trong các trung tâm là không còn quá nhiều và nổi bật nhất là dự án Cham Villas thì vẫn còn một lượng khá khá có thể ghi nhận trong những thời gian tiếp theo. Còn lại các quỹ đất của HDG đa phần cũng ở vùng ven, có xa một chút. Thứ hai, đó là trong ngắn hạn 2024 thì uh, thủy văn dự báo vẫn ở mức thấp. Vì thế AZFin cho rằng kết quả kinh doanh mảng thủy điện sẽ hồi phục, có thể tăng trở lại một chút nhưng mà chưa mạnh từ đó giúp cho cái kết quả của HDG sẽ khó có thể tăng trưởng cao trong năm 2024. Về phần cơ hội thì đầu tiên HDG đang sở hữu 5 dự án thủy điện, hai dự án mặt trời, một dự án điện gió với tổng công suất lên đến 462 MW. Theo sở hữu, tức là theo cái tỷ lệ phần trăm Hà đô nắm giữ ở các cái công ty này thì tương ứng với sở hữu 369,17 MW và từ đó có thể mang lại trung bình 650 tỷ lợi nhuận sau thuế và khoảng 870 tỷ dòng tiền mỗi năm trong những năm tới. Phần thứ hai là bất động sản của Hà Hà đô, tuy rằng các cái quỹ đất đẹp rất đẹp thì không còn quá nhiều nhưng vẫn còn tới 9 dự án để có thể triển khai với tổng diện tích lên đến 123,2 ha có thể triển khai trong 5 năm tới và có thể mang lại kết quả tương đối tốt trong cái bối cảnh uh, thuế đất đang tăng và các cái quy định ngày càng chặt chẽ hơn thì những cái quỹ đất này sẽ ngày càng có giá trị tốt. Chỉ cần khởi sắc lại cái lĩnh vực bất động sản thì Hà Đô có thể đưa các cái dự án vào triển khai và kỳ vọng vẫn mang lại cái lợi nhuận tốt cho công ty này để từ đó góp phần giúp cho Hà đều tiếp tục mở rộng hơn nữa trong cái lĩnh vực thủy điện cũng như là lĩnh vực điện gió để phát triển công ty ngày càng bền vững hơn. Tiếp theo. Đó là kết quả kinh doanh 2023 của Hà Đô thì có suy giảm do mảng bất động sản. Thì ở đây chúng ta có thể thấy mảng kinh doanh bất động sản doanh thu năm 2023 được có 282 tỷ trong khi cùng kỳ năm 2022 là 1.112 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy giảm tới 73%. Tương tự như thế, lợi nhuận gộp thì cũng giảm tới hơn 70%. Thế do đó, đây chính là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận của Hà Đô giảm trong năm 2023. Thứ hai là mảng điện giảm nhẹ hơn 8%. Chủ yếu là do thủy điện ít nước do hiện tượng El Nino đã diễn ra năm 2023 khá mạnh và có thể là kéo dài đến 2024. Và sau 2024 thì kỳ vọng hiện tượng Nalina sẽ trở lại từ đó giúp cho mảng thủy điện có thể có lợi nhuận mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thì ở đây doanh thu từ mảng thủy điện, à, thủy điện, mặt trời, điện gió là 1939 tỷ giảm khoảng độ 7% so với 2.115 tỷ. Anh chị có thể thấy, có thể thấy là doanh thu chính của Hà Đô là thủy điện, thủy điện là điện nhưng mà trong đó thủy điện là chủ yếu. Bên cạnh đó thì các dự án điện mặt trời của Hà Đô cũng tương đối hiệu quả khi mà có thể quay quay các cái tấm pin mặt trời làm sao để đón được nhiều nhất cái ánh sáng mặt trời và từ đó giúp cho cái hiệu quả có thể cao hơn so với những người đối thủ khác không có chủ quay khoảng độ 10 đến 20 thậm chí cao hơn một chút 10 đến 20 phần thậm chí cao hơn một chút tiếp theo thì Hà Đô cũng gần đây cũng đã gọi là đầu tư dòng tiền mình đa dạng hơn đó là liên quan đến dịch vụ khách sạn thì nếu như doanh thu 2022 chỉ là 60 tỷ thì 2023 đã lên đến, đến 107 tỷ và mảng này tuy chưa mang lại lợi nhuận quá nhiều nhưng dù sao nó cũng mang lại 52 tỷ lợi nhuận gộp trong năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng trong các thời gian tới. Từ đó, có thể thấy rằng Hà Đô đang dần dịch chuyển từ công ty bất động sản sang công ty năng lượng thì đúng hơn đúng không? Có sự bền vững rất cao nhờ vào việc tận dụng cái dòng tiền từ mảng bất động sản để chuyển dịch. Tiếp theo cái kết quả kinh doanh năm 2023. Đây chúng ta có thể nhìn thấy doanh thu đạt 2882 tỷ, giảm mạnh so với mức 3581 tỷ. Tuy nhiên lợi nhuận gộp thì giảm ít hơn, giảm đâu đó khoảng độ gần 20%, 19%. Chi phí lãi vay thì vẫn khá cao nhưng cũng đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2012. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 712 tỷ đồng. Đâu đó thì giảm khoảng độ hơn 34% so với năm 2022. Và như đã trình bày giảm chủ yếu là do giảm từ cái mảng bất động sản. Bên cạnh đó mảng thủy điện thì cũng giảm khoảng gần 200 tỷ lợi nhuận gộp. Đó chính vì thế cho nên là chúng ta đánh giá cái kết quả kinh doanh của công ty này phải dựa vào hai mảng đó. Tiếp theo về dự báo kết quả kinh doanh 2024 thì AZFIN cho rằng sẽ tăng trưởng nhẹ đến từ đâu? Đầu tiên, mảng điện tiếp tục là trụ cột với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông khoảng độ 650 tỷ trung bình một năm. Nhưng mà với năm 2024 thì AZFIN kỳ vọng rằng nó có thể mang lại khoảng độ 600 tỷ. Mảng bất động sản sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn do Hà Đô chưa có thêm nhiều dự án mới bán hàng, chủ yếu vẫn dựa vào Cham vi Thì trước đây thì còn khoảng hơn 100 căn, thì hiện nay còn vài chục căn. Thì, uh, tuy vậy thì kết quả kinh doanh có thể cao hơn trong năm 2024 do 2024 kỳ vọng bất động sản đang ấm dần lên tiếp theo là các mảng hoạt động khác thì tương đối ổn định và mảng uh, khách sạn thì vẫn có thể tăng thêm một chút chi phí tài chính của Hà đô thì Airfin dự báo có thể giảm xuống dưới 400 tỷ tức là giảm được 100 tỷ nếu mà không thực sự thực hiện các cái dự án mới nữa do một nợ vay cũng đã giảm khá mạnh nhờ vào việc cái dòng tiền từ thủy điện rất đều đặn và từ đó trả đi được bớt nợ vay và anh chị có thể nhìn ở trên báo cáo tài chính. Cụ thể hơn là phần nguồn vốn, trong đó nhìn vào nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn đã giảm khá mạnh. Thứ hai là lãi suất năm 2024 kỳ vọng sẽ giảm rất là sâu bởi vì cuối 2023 đã giảm rồi. Thì từ đó khiến cho cái chi phí tài chính của Hà Đô sẽ giảm, giúp cho giảm chi phí 100 tỷ thì cũng có thể làm lợi nhuận tăng lên gần 100 tỷ. Và từ đó có thể thấy rằng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông năm 2024 của Hà Đô đạt có khoảng từ 800 đến 1.000 tỷ, tức là tăng từ 10 đến 30%, so với 10 đến 38% so với năm 2023. Và tăng được bao nhiêu thì phụ thuộc rất lớn vào cái câu chuyện đó là việc hạch toán các dự án bất động sản cũng như là thủy văn trong năm 2024 thì ước EPS đạt khoảng 2.600 đồng đến 3.200 đồng cho năm này và cho các cái năm tiếp theo thì ấy Zfin cũng kỳ vọng rằng Hà Đô sẽ ngày càng có kết quả kinh doanh tích cực hơn nhờ vào việc nợ vay cũng ngày càng giảm hơn và có thêm một số dự án đưa vào hoạt động từ đó giúp giá trị công ty sẽ ngày càng tăng trưởng theo thời gian. Tiếp theo về cái định giá Hà Đô thì hiện nay tương đối rẻ so với lịch sử. Ở đây là biểu đồ lợi nhuận ròng hàng quý và vốn hóa của công ty. Thì chúng ta có thể thấy rằng về cơ bản là vốn trong cái thời gian gần đây thì vốn hóa của công ty đã giảm khá là nhiều, giảm khá là nhiều, hiện nay chỉ còn nhỉnh 8.000 tỷ so với mức đỉnh của năm 2022 là lên đến khoảng 13.000 tỷ. Như vậy là cũng giảm khá nhiều đấy giảm khá nhiều trong khi kết quả kinh doanh thì tuy có suy giảm nhưng mang tính ổn định là chính. Định giá của Hado thì tương đối rẻ so với lịch sử của nó. Ở đây chúng ta nhìn đây là biểu đồ PB của Hado hiện nay là khoảng độ 1. hơn 1.4 một chút. Thấp hơn so với mức trung bình khoảng 1.9 rất nhiều. À, tất nhiên có thể giải thích rằng là Bây giờ Hà Đô không còn quá nhiều các cái quỹ đất sạch đẹp nữa Thì do đó định giá có thể thấp hơn Nhưng ngược lại chúng ta thấy mảng điện của họ ngày càng ổn định Và tăng trưởng phát triển mạnh Bền vững mang lại cái dòng tiền lớn Thì từ đó cho thấy là triển vọng tương lai trong của Hà Đô Thì cũng khó có thể tăng trưởng mạnh Tuy nhiên nó lại mang tính là ổn định cao hơn Bền vững tốt hơn à, tiếp theo là về cái định giá PB theo ROE thì một trong những nguyên nhân AZFIN suy đoán có thể là định giá hiện nay nó tương đối thấp hơn so với trước đây Chủ yếu là do ROE, hiệu quả sinh lời trên vốn chủ của doanh nghiệp này suy giảm trong thời gian vừa qua Khi mà không có hạch toán nhiều các cái dự án bất động sản Trong khi nguồn vốn giữ lại khiến cho vốn chủ xíu tăng lên, từ đó khiến ROE suy giảm AZFIN cũng kỳ vọng rằng trong tương lai khi mà kết quả kinh doanh dần tăng trở lại, nợ vay giảm thì ROE của doanh nghiệp này sẽ có cái dấu hiệu nhích lên từ đó giúp cho định giá PB cũng có thể cao hơn trong thời gian tới còn định giá uh, HDG theo phương pháp RNAP từng phần như sau thứ nhất là với mảng điện mỗi năm mang lại 870 tỷ dòng tiền thì trên tổng công suất là 369,2 MW sở hữu thì xứng đáng được định giá khoảng 7.000 tỷ đã trừ đi các cái khoản nợ vay vân vân thì riêng cái mảng điện là đã có giá trị tương đương với 22.500 đồng trên cổ phiếu. Đối mảng bất động sản thì AZFIN định giá thận trọng cho 9 dự án chi tiết thì AZFIN không tiện nêu ở đây thì AZFIN cũng đánh giá thì giá trị tài sản dòng thì đâu đó khoảng độ 2.900 tỷ đã chiết khấu khá nhiều. Về mảng khách sạn thì định giá thì thực sự chia sẻ của anh chị nếu mà khách sạn đó mà định giá theo giá thị trường nó cao lắm chứ nó không thấp đâu nhưng mà AZFIN dựa trên cái phương pháp RCAP thì AZ phương pháp capitalization ấy, thì AZFin định giá khoảng độ 1.080 tỷ đồng cũng tương đối thận trọng. Và các mảng khác thì về cơ bản thì AZFin coi như không đáng kể thì từ đó giá cổ phiếu Hado thì hợp lý với mức giá khoảng 35.900 đồng vào tức là cái định giá giá trị nội tại hợp lý ở lý khoảng từng đó thì cái giá trị nội tại này nó không phải cố định mà nó sẽ thường thường tăng theo thời gian bởi vì như chúng ta đã biết giá trị hiện tại thì bằng tương lai chiết khấu về đúng không ạ nếu để một năm nữa thì hoàn toàn nó có thể cao hơn thông thường là cao hơn còn có một số trường hợp xấu tiêu cực thì nó có thể thấp hơn nhưng đây là giá hợp lý giá trị nội tại của Hà Đô tương đối thận trọng là ở mức 35.900 đồng vậy thì chiến lược với hà đô là gì à, về kết quả kinh doanh của hà đô sẽ không còn nhiều biến động đột biến như trong quá khứ mà sẽ đi vào ổn định với dòng tiền nhiều hơn hà đô hiện nay thì kinh doanh có tính bền vững cao với các sản phẩm dòng tiền phù hợp với những nhà đầu tư ngại rủi ro và yêu cầu có dòng tiền cổ tức trong tương lai ổn định như thủy điện như điện mặt trời như điện gió như khách sạn về cái chiến lược của hà đô thì phù hợp là mua tích lũy với cái giá chiết khấu khoảng trên 20% so với định giá và chờ đợi khi nào lên vùng định giá phù hợp chúng ta có thể cân nhắc chốt lời bảo vệ thành quả và nếu anh chị quan tâm đến cổ phiếu Hà Đô này thì cũng chỉ nên phân bổ đâu đó khoảng 10% tài khoản mũi mã và Hà Đô cũng như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ tránh những cái rủi ro tránh những cái áp lực không đang có khi có những cái điều kiện bất thường xảy ra đối với các doanh nghiệp và các cổ phiếu thì trên đây chính là những cái nội dung AZFIN Việt Nam uh, định giá gửi đến quý các anh chị. Về cơ bản những anh chị nào là hội viên thực sự của AZFIN Việt Nam thì uh, uh, có quyền lợi được comment, có quyền lợi được inbox, có quyền lợi để AZFIN có thể hỗ trợ các anh chị tốt hơn. Còn nếu anh chị nào là không phải hội viên mà là lợi chẳng hạn thì cái quyền lợi đó sẽ bị thiệt hại rất là nhiều. Và lưu ý anh chị thì cái chi phí thực sự là tham gia đối với các cái... Uh, đầu tư giá trị vàng này thì cũng không quá nhiều đâu một năm có bao nhiêu đâu nhưng mà riêng những cái giá trị kia anh chị nhận được kịp thời tích cực và các anh chị tuân thủ thì nó có thể mang lại thêm cho các anh chị cái tài sản khoảng 5%, 7% so với cái náp anh chị khoảng độ 1 tỷ chẳng hạn. Thì như vậy là mang lại cái giá trị gấp rất rất nhiều lần cái việc mà anh chị là nào mà tham gia lợn và không có được những cái như thế. Bên cạnh đó thì trong tương lai thì Redfin có thể gắn liền với các cái tool, các cái công cụ để có thể giúp anh chị tốt hơn. Cũng như có thể có live stream trực tiếp đối với các anh chị trong khoảng độ một tháng một lần chẳng hạn. Từ đó giúp cho nhà đầu tư ngày càng có được những cái kiến thức tốt, hữu ích, áp dụng vào trong đầu tư của mình hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.